Xin chào tất cả các bác nhé, đã quay trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ ngày 30 tháng 5 thì Lê cho mình một số cần giá rẻ và máy nha em. Đó, có một số máy nha. Cần thì những dòng như là giá rẻ, cần mini dạng cần rút nha. Đó, chất liệu graphit phíp, giá từ 200.000 thôi. Đó, cần tay mini, ISO, súp lỡ đều có nha. Cần nhỏ một khen lớn, Daiko, Shimano Daiwa này. Có cần lục 3 khúc, một số cần ISO hạ tay, rồi cho mình tầm khoảng từ 3-4-5 hát nha. Cần lô thì những dòng như là từ 1m8 đổ lên 1m98, một số cần cắm khúc này, đây khoen xích gôn này, đó đây qua này, có con đây có một con cần lua cho này blue bass nha, đó blue bass một khúc cho mình cua biển này, đó, cua biển nha, và một số cần 2-3 khúc, thì bên em đều ship có toàn quốc như này, anh em nhận hàng đúng kiểm nha, được kiểm tra hàng rồi thanh toán qua nhân viên giao hàng ạ. Thì con máy này là mã số 1 nha, số 1 thì em sẽ có một con máy có dòng đây qua, đây, con này thì sản xuất tại Trung Quốc cho này, China xuất thị trường Nhật. Cái con này tên của máy là dòng Daiwa dòng C5 S1500 nha. Đây, 1500. Hàng Nhật cũ như này, đã qua sử dụng cho mình này. Con này size thật của máy ra cho mình tầm khoảng vào 2.500 á. Đó, cho mình câu lua, câu ISO. Tổng thể thế này. Con này thì full carbon nha. Có cước sẵn này. Đó, gạt cước này. Còn lăng cước thì có ok mới như này. Mấy con này thì thật mình câu ISO và câu lua thôi. Con này không có ABS ạ. Một chiều này. Đó, hoạt động tốt nha. Chúc chặn hai chiều ở đây. Cho mấy con này thì anh em mình câu lua thôi hoặc câu ISO. Con này mã số 1 để cho anh em biết giá là 500 nha anh em. Giá 500.000 nha. Số 2 ạ, một con máy của Daiwa luôn. Con này thì có dòng Daiwa. Thông tin con này là dòng Daiwa dòng Swifi nha anh em, SR3500. Con này thì sản xuất tại Việt Nam nha anh em. Việt Nam xuất thị trường Nhật nha. Đây. Tình trạng của máy hơi cũ ạ. Con này size thật của máy ra cho mình tầm khoảng 4.000 nha anh em. 4.000 nha, cước số 4 được 200m, số 5 150, số 6 120m nha. Đây có mã code này. Tình trạng của máy thì sẽ hơi cũ nha. Con này thì anh em mình câu ngâm câu đơn đều được. Đó, lô cước gì gạt cước ok nha. Trong mấy con máy này tới thì em đóng hộp anh em cứ tháo ra nha, mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Mình sẽ test máy nha. Đây, một chiều con này không có ABS này, có chế độ giặt này. Máy thì mượt nha. Con này thì chỉ có một chiều thôi, cái đời này không có hai chiều như này, không có chốt chặn hai chiều. Mã số 2 giá 500.000 như này, 500 ạ. Rồi máy bản số 3, số 3 thì một con máy của Daiwa luôn như này. Con này có dòng Daiwa Regen, đây Daiwa nha. Con này thì size thật của máy ra cho mình tầm khoảng 4.000 nha, tầm khoảng 4.000 cho mình nha. Regen 3.500T. Con này thì sản xuất tại Nhật như này, made in Japan này, toàn thân full carbon hết. Thế cho nên mình không ngâm cô đơn đều được này. Đây, con Regen thì nó sẽ có chỉnh số này nha, trên cái nắp này. Đó, lô cước thì ok hết nè, gạt cước này. Còn lăng cước vẫn còn tốt nha. Rồi con này thì một chiều ạ. Đây, một chiều như này. Có tiếng giờ ra này. Hoạt động tốt nha, chốt chặn hai chiều ở đây. Đó. Con này mã số 3 đối với máy nha em. Giá con này là giá 500 nha. Đây, giá 500.000 luôn. Rồi số 4 ạ. Số 4 thì máy này có một con máy có dòng Daiwa luôn. Con này thì Daiwa dòng Revolt như này. Max 2500, MX 2500, Daiwa. Con này thì toàn thân carbon, lô cước hợp kim. Con này thì PE thì số 1.5 được 200m, số 2 150m. Con này sản xuất tại Việt Nam đây, tại Việt Nam xuất thị trường Nhật. Con này sẽ thật của máy đó cho mình tầm khoảng vào 2.500 ạ. Gạt cước này, lưỡi gà này, lô cước. Hoạt động tốt nha. Tổng thể thế này. Con này thì có ABS đầy đủ nha. Đây, ABS đầy đủ này, một chiều này. Trong đây thì có con mình này có con ABS thôi, còn ba con kia không có nha. Chúc chặn hai chiều máy hoạt động tốt. Thế cho nên mình có lua câu ISO. Con này mã số 4 đối với máy ạ. Giá con này là giá 600 nha anh em. Rồi, 600.000 nha. Rồi, đây thì một số cần câu giá rẻ này. Mã số 1 và số 2 thì em sẽ có một cặp mini. Đây, một cặp cần rút nha. Cặp này thì thiết lập cho đây mình câu lô rút. Cái hàng Nhật Bản nha anh em. Đây hàng Nhật nha. Một con 1m65, một con 1m8 thì bán lẻ là 200.000 một cây. Hàng Nhật nha này. Đây hàng Nhật cũ. Tổng thể thế này. Cho mà cứng tầm khoảng và ML thôi. Khoen con này thì khoen thường nha. Đó, khoen thường. Đó, mã số 1, mã số 2. Số 1 là con trắng nha, 1m8 này. Còn con số 2 là 1m65. 200.000 một cây nha anh em. Anh em lấy hai cây miễn ship nha. Hai cây miễn ship. Con số 1 thì là 130g ngọn 2 ly, giá 200.000. Mã số 2 là 100g, giá 200 luôn, 1m65 ạ. Trong mấy con này thì nhỏ gọn nha. Đây. Thu gọn của cần này thì chỉ có là 44cm nha. Một cây 44 một bằng nhau luôn. Đây là bằng nhau á. Mini ạ. Cần rút, cần câu máy nha. Số 2, số 3, số 4 thì một cặp mini này, cần tay. Đó, cần tay mã số 3.
Con này là cần tay chất liệu grab fit 11 feet là 3m3. Tay cầm cũng được cuốn chỉ dây mây. Mấy con này thì mình câu cá rô cá giết thôi. Câu cảm giác nha. Chất liệu của mình là grab fit tổng thể thế này. Đó. Lóng này. Có sức giam sơ nha anh em. Sức giam sơ thôi. Cứng tầm khoảng 2 hát ạ. Cho mình câu cá rô câu cá giết nha. Nhỏ gọn. Mã số 3 con này thì thu gọn được là 40 tầm khoảng 42 thôi, chỉ được 42. Nặng 110 g. Con này giá là 250 nha anh em. 250.000. Rất là nhỏ nha. Số 4 á, một con cần tay luôn. Con này cũng là mini. Con này thì nó có cái đắp chụp này. Đó, đắp chụp của Olympic luôn này. Thương hiệu là Olympic nha anh em. Dài 13 feet là 3m9, sản xuất tại Hàn Quốc này, made in Korea. Cũng cứng tầm khoảng 2 hát thôi. Trong flip thì nó sẽ mềm hơn carbon. Trong lóng liếc thì nguyên bản hết nha. Đây, tổng thể thế này. Trong hàng hơi cũ xíu thôi, chứ anh em về câu ok nha. Cốp xe hoặc bỏ ba lô du lịch đều được. Cực kỳ nhỏ gọn như này. Đó, chất liệu grab fit. 4 con đầu là 4 con flip nha. Con này thì cân cả cái đắp chụp luôn á, là được 160 g. Con này mã số 4 ạ. Thu gọn là 38 cm nha. Cực kỳ gọn nhẹ, giá là 250.000 luôn. 39 nha. 250.000. Số 5 một con cừng, con này dạng cừng súp lở. Đây, súp lở thương hiệu dòng Ryobi. Dài 2m1, cứng 15. Cho nên mình câu ngâm cô lăng xe, sản xuất tại Hàn Quốc nè. Có mã có tem vàng và khoen pad Fuji hết này. Con này thì cái ngọn của mình thì đo được là ngọn tầm khoảng 1.8 ly, sẽ có hai khoen chạy đây. Đi kèm ba lóng nha. Đây, ba lóng thế này. 2m1, độ cứng 15, khoen pad Fuji, tình trạng cần rất là mới. Cân nặng chỉ có 110 g, mã số là mã số 5, giá 700 nha anh em. Đây, giá 700.000 nha. Con này đẹp nha, khoen khiết sáng hết đây. Số 6 ạ. Số 6 thì một con cần ISO khoen nhỏ của dòng Daiko. Daiko thì nội địa Nhật, Japan 100% nha. Dài 5m3, độ cứng 1 cho mình ạ. Đây, Daiko Made in Japan. Thì con này thì thích hợp cho mình câu cá tráp, câu cá hanh. Dạng khoen con này là dạng khoen full xích nha này. Đây, khoen xích này. Độ cứng 1 thì ngọn nhỏ. Con này ngọn ở trên của mình là 4 khoen chạy nha. Và đây là khoen vỗ này. Sẽ có là 1, 2, 3 này. 4 khoen chạy này. Và con này ngọn của mình là ngọn đặc, ngọn tháp nha. Đây, ngọn long phụng nha. Đó. Phôi của mình là carbon xoắn vân. Lóng thứ hai thì sẽ có cho mình là 2 khoen chạy đây. Cái dòng Daiko thì nói chung là nội địa Nhật 100%. Daiwa thì nó còn xuất thị trường như này. Còn mấy con này thì không có luôn. Đó, không có nhà máy ở đâu hết, chỉ có ở Nhật thôi. 5m3, độ cứng 1, cân nặng của mình được là 170 g, mã số 6. Con này giá là 1.3 này. Đây, 1.300.000. Số 7 một con cần ISO khoen lớn. Con này thương hiệu cũng là dòng Daiwa. Đây, Daiwa dòng carbon wicker. Dài 5m4, độ cứng 3. Cứng 3 con này thì xả cần tay nó rơi cho mình tầm khoảng vào 5 hát. Con này thì phôi hai dài này. Dàn khoen con này là dàn khoen full xích thì nó sẽ có like cho mình là trên này là khoen Fuji như này, xứ xám. Đây, khoen xích nha, phôi hai da. Bên này vẫn hỗ trợ xả cần tay miễn phí nha. Ngọn con này là ngọn 1.5 ly thì nó sẽ có là hai khoen chạy trên đầu này. Con này thì trừ cái lóng ngọn thôi, là carbon xoắn vân. Còn mấy cái lóng còn lại của mình đều là hai da hết nha này. Đó, xoắn hai da này. Đây, tổng thể thế này. Con này tình trạng của cần thì nó sẽ có hơi cũ thôi. Đây, có cái lớp bóng 2K thì lâu ngày nó bị nổ như này. Nổi lớp sơn bóng 2K thôi. Còn lại thì cần ok hết ạ. 5m4, độ cứng 3, bát là bát vặn Fuji FPS 24. Con này xả cần tay phải 5H. Cân nặng của cần được là 360 g, mã số 7. Con để lên mức giá là 1 triệu như này. Đây, giá là 1 triệu nha. Đây, khoen lớn cho một con cần. Trên đây mình câu bờ kè này. Đây, ISO khoen lớn như này. Con này thương hiệu của mình là dòng Shimano. Độ dài cần là 5m2, đi kèm 5 lóng, độ cứng 4. Đây, con này sản xuất tại Hàn Quốc cho mình. Thì bát của mình là bát liền thân nha, bát Fuji. Dàn khoen cũng cần là dàn khoen full xích này. Con này thì sẽ có định vị này. Cái dòng nó có định vị nha. Đây, green light này. Tổng thể thế này. Con độ cứng 4 thì cũng dạng cứng rồi, ngọn mình là ngọn 1.8 ly. Ngọn sẽ có cho mình là hai khoen chạy này. Đó, phôi carbon xoắn vân. Tình trạng đẹp nha. Đây, lóng liếc thì sáng hết ạ. Đó, đóng switch chống nổ đầy đủ này. Cần thì nó hai khoen đề ba của mình dưới á, là hai khoen chạy luôn. Tình trạng cần thì có hơi sốt nha. Con này thì mình đi câu bờ kè hay mình câu lục độ cần cũng được. Cứng 4, 5m2. Shimano cân nặng là 360 g, mã số 8. Con này giá là 1.600.000 nha. Đây, 1.600.000 ạ. Tiếp theo mã số 9.
số 9 thì đây sẽ có một con cường lực của dòng Daiwa, dòng Prasup T chữ đỏ này. Độ dài là 4m5, độ cứng 27, tầm khoảng vào DX. Thì cái dòng này thì bản China xuất thị trường Nhật này, sẽ có mã code và tem đầy đủ đây. Đây, tổng thể thế này. Pad Fuji Stylus. Con này thích hợp anh em đánh lục độ cần và gần bờ nhá. Khoen pad là khoen pad Fuji xứ xám hết. Đây, con này có định vị này. Ngọ sẽ có 1 và 2 khoen chạy này. Đây có định vị hết. 4m5 thì nó sẽ kèm cho mình là 5 lóng. Và tình trạng con này thì còn ok như này. Rồi cho mình tầm khoảng trên 90% nha. Tất cả mặt hàng bên em ship code đến, anh em được nhận hàng đồng kiểm nha, được kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền qua nhân viên giao hàng ạ. Khoen pad Fuji bên em hỗ trợ hạ pad miễn phí, cân nặng được là 470g, ngọn 2.5 ly, mã số 9, con này giá là 2 triệu như này. Đây, giá 2 triệu nha. Rồi số 10 thì sẽ có một con cường lực 3 khúc của dòng Shimano, con này cực đẹp nha. Của dòng xích kích tôm, dài 4m05, độ cứng là CS này. Đây, CS nha. Con này thì nó dán cái tem của hàng gì đó Fuji này vào như này. Con này thì bản nội địa Nhật Japan 100%. Và phơi con này là carbon xoắn hai da. Khoen con này là khoen full xích nha. Đây dòng khoen full xích hết này. Ngọn lớn 3.2 ly, đóng semi chống nổ đầy đủ nha. Con này thì nó sẽ cứng tầm khoảng vào 33 đối với cần rút á. Tức là tương đối cứng như này. Đó, quay hai da cho mình ạ. Rút thì sẽ có một cái bằng cán gỗ thì nó hơi bị xước nó một xíu như này, nó xước sơn thôi. Đó, Shimano như này, dòng Shimano xích kích tôm đánh lục rồi cho mình tầm khoảng 4-5m độ lại. Cân nặng được là 470g, ngọn 3.2 ly, mã số 10. Và được bên giá là 4.2 triệu này, 4.200.000. Ba khúc ạ. Tiếp theo thì mã số 11, đây có một con cần tay ISO hạ cần tay này của dòng Ryobi. Độ dài con này là 3m, cứng 3, hiện tại con này rơi cho mình tầm khoảng 5H nha. Đây, cứng tầm 5H. Đã độ cho mình một cái dây buộc bảo hiểm sẵn ở đây. Và cuốn chỉ này, con này thì nó có thể đổ lại này, đổ thì gắn cái bít dài ra một xíu thì tất cả các lóng của mình này nó được lọt vào trong hết đây, và đã đổ cho mình một cái nắp chụp này rất đẹp nha, nắp chụp cuốn chỉ quay keo cho mình rồi. Con này độ dài hiện tại là 3m, ngọn 1.2 ly, cứng tầm khoảng 5H này. Đây, cứng tầm khoảng 5H nha, ngọn đặt, ngọn tháp, ngọn long phộng ạ. Con đi kèm là 4 lóng, trong lóng đít thì sáng cái này. Đó, cứng nha. Con này 3m, thế là bạn này mình đánh dạng bạo lực á. Đó, Ryobi hàng Nhật ISO hạ cần tay. Đây, đổ về cái nắp sẵn rồi nha. Cân nặng của mình được là 120g, mã số 11. Con này giá 600 ạ. Đây, giá 600.000 như này. Ryobi. Mã số 12, một con cần ISO hạ cần tay. Con này ISO mà hạ cần tay thì bình thường nó sẽ có các lóng sẽ lồi lên như này, giống như cần ISO thường á. Còn con này đã đổ sẵn cho mình này, tuột lóng vào hết rồi. Con này thì 4m5, độ cứng 2, hiện tại cần rơi cho mình tầm khoảng vào 3.5H. Tất cả lóng của mình được cuốn chỉ này và quay keo như này. Đây, đầu bu này. Ngọn hiện tại con này ngọn lớn nha, 1.7 ly. Phôi carbon xoắn vân toàn thân này. Đi kèm 5 lóng nha. Đó. Đó, đóng cuốn chỉ chống nổ hết. Con này thì 4m5, độ cứng 2, tầm khoảng 3.5H. Cân nặng là tầm khoảng 190g, mã số 12. Con này giá 400 như này. Đó, giá 400.000 nha. Mã số 13 thì một con cần ISO hạ cần tay luôn nha. Đây, con này cần ISO hạ cần tay luôn. Con này thì thương hiệu cũng là dòng Daiwa. Đây, Daiwa dòng carbon rod. Độ dài con này á là 4m6 này. Đây, 4m6. Con này dài hơn con kia 10 phân. Và tất cả lóng của mình cũng được cuốn chỉ này. Đây, cuốn chỉ quay keo hết rồi. Cũng cứng tầm khoảng vào 3H thôi, không cứng lắm nha. Ngọn con là ngọn 1.2 ly. Đây, phôi của mình là carbon này xoắn vân toàn thân. Đây, tổng thể thế này. Carbon xoắn vân nha. 4m6. Trong hàng Nhật cũ thì nó sẽ có sức giam sơ thôi, thì giá thành sẽ tốt hơn nha. Đây, ISO hạ cần tay cho mình ạ. Cân nặng con này được là 220g, mã số 13. Con này giá là 400 như này. Đây, giá 400.000. Con này được cuốn chỉ nha, mình cầm chắc tay hơn. Cái chỗ này tháo cái pad ra này thì nó sẽ hơi dính keo một xíu thôi. Đó. Rồi tiếp theo đây thì sẽ có một số cần lô cho anh em mình lưu lóc, lưu chẽn đều được đây. Mã số 14 thì đây có một con cần lưu 2 khúc carbon. Con này bản của mình là bản Japan như này. Đây, nội địa Nhật này. Độ dài cần là 1m8, độ cứng L. Thông số tải mồi từ 5 đến 20g. Độ cứng con này tầm khoảng vào L này. Khoen pad Fuji xứ xám. Phôi carbon xoắn vân này, toàn thân. Đây, tổng thể thế này. Tay cầm con này thì bằng cán bần nha. Đây, bằng cán bần cán gỗ. Thứ ở đây mình lưu lóc, lưu chẽm hoặc mình câu bè đều được. L thì nó dạng mềm thôi. Cân nặng 100g, ngọn là tầm khoảng 1.8 ly, mã số 14. Con này giá 600.000.
đây 600 nha này. 15 ạ, 15 thì một con cần lưu hai khúc máy đứng. Con này thì của Daiwa, con này của đời dòng Daiwa Phantom. Rồi, tiếp theo thì con Daiwa Phantom như này. Con này thì cần lưu hai khúc máy đứng, dài 6,6 1m98. Con này dài hơn con kia một xíu nha. Action thì L luôn, là cứng L, tải mồi từ 4-14g, tải cá 10 là bao. Con này bản Daiwa xuất Nhật này, có tem vàng. Và phôi con này là phôi carbon xoắn hai dài này, dàn khoen Fuji sứ đen. Đó, Fuji sứ đen. Tổng thể thế này. Tay cầm bằng cán bút nha. Con này thì nó sẽ có cho mình hai cái dây buộc sẵn luôn. Đó, của Daiwa. Cân nặng thì con này được là 125g, mã số 15. Con này giá 600 như này. Đó, 600.000. 1m98 nha. Rồi, đây có một con cần lưu, con này thì dài hơn. Con này thì nó dài hơn như này và cần lưu máy đứng cho mình này. Con này thương hiệu là dòng Promanai và phôi carbon hai da, độ dài là 8,6 2,58, cứng là ML. Thông số tải mồi mát là 40g, PET hỗ trợ là tầm khoảng vào 1.5 nha. Đó, con này khoen pass chính hãng theo cần. Con này thì anh em 40g thì mình lưu nhé, hơi nhé thật được rồi, ngọn 1.8 ly. Đây, tổng thể thế này. Tay cầm thì bằng cán mút nha. Đó, tay cầm cán mút 2,58 cứng ML, khoen pass chính hãng nha, theo cần ạ. Cân nặng là 170g, mã số 16. Con này giá 700 như này, 700.000. Trong 40g thì mình lưu nhé hơi nhé thật hay mình lưu gần đều được nha. Đó. Rồi, sẽ có một số cần lưu. Đây thì có máy đứng, máy ngang, những dòng cắm gốc như này. Đây, cắm gốc nha. Đây thì em sẽ có một con cần lưu cắm gốc của dòng Abu. Đây, Abu Garcia. Con này dài 6 feet, 1,8. Con này thì máy ngang như này. Độ cứng là L. Thông số tải mồi con này là từ 1/8 đến 3/8 OZ, rồi cho mình tầm khoảng 12g, tải cá 14 là bao. Tay cầm con này thì bắn cán bần này. Đây, cái dòng Abu này thì anh em biết rồi, thương hiệu này của Thụy Điển nha này. Đó, khoen con này là khoen Fuji Six này, Gold. Cực đẹp nha. Con này thì máy ngang. Con này thì lưu lóc lưu chẽm, cắm gốc nha. Cắm gốc thì cái ngọn nó dài hơn gốc. Đây, tổng thể này. Tất cả khoen đều được khoen Fuji Six Gold như này. Đẹp nha. Con này đẹp sáng hết. Đó, tem vàng đầy đủ này. Cân nặng của mình được á là 135g, con này ngọn 1.8 ly, mã số 17. Con này giá là 1,5 triệu này. Đây, 1,5 triệu. Abu Garcia nha. Fancy Gold. Rồi, cắm gốc tiếp theo thì sẽ có một con cần máy đứng. Con này thì máy đứng. À, máy đứng thì tùy anh thích, máy đứng máy ngang đều có nha. Con này thông số cần như sau. Đây, con này là carbon dòng boron như này. Boron này thì là cái boron này thì nó sẽ ngon hơn là cái dòng của là carbon thường. Dài 6,6 1m98, độ cứng là ML. Con này thì có dòng Olympic Mamiza. Đây, Mamiza nè. Thông số tải mồi thì là 14g, tải cá là 12 là bao. Con này khoen xích gôn như này. Khoen xích gôn nha, bắt là bắt vặn này. Đây, tay cầm con này thì bằng cán bần luôn. Cắm gốc nha. ML thì anh em mình lưu lóc lưu chẽm. Trong con này khoen xích gôn, đẹp nha. Tập thể thế này. Đầu bu xích chống xoắn này. Đó. Olympic nha, của dòng boron. Carbon boron thì nó sẽ ngon hơn. Cân nặng là 105g, con này mã số 18. Con này khoen xích gôn, giá là 1 triệu như này. Để cho mình giá tốt nha, 1 triệu thôi ạ. Rồi, đây thì một con cần cắm gốc máy ngang. Đây, cắm gốc máy ngang con này thì cho đây mình zip như này. Con này dạng cần zip. Đây, slow zip này, light zip này. Của đây qua. Khoen trên này là khoen lá, còn dưới này thì khoen của mình là khoen full zip nòng sống. Cái thông số con này như sau. Con này dòng Daiwa dòng Ledin. Ledin dài con này là 6,4, là 1m92 này. Đây, 1m92. Con này bản của mình là bản Thái Lan xuất thị trường Nhật này. Đây, đã ghi thông số hơi nhỏ như này. Con này thì dạng cần zip máy ngang, khoen xích gôn. Nhìn nha, con này khoen full xích nòng sống, trên là khoen lá. Đây, tổng thể thế này. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng chắc ML thôi, không cứng lắm nha này. Rồi, ML thôi. Cái dòng này thì anh em mình đánh muôn đời chả biết cái nào hư luôn. Con này cực ngon nha. Cái dòng Daiwa Ledin này á, Thái Lan xuất á, rất là ngon. Cân nặng được là 140g, mã số 19. Con này giá là 1,2 triệu. Đây, 1,2 triệu ạ. Mã số 13, một con cần lua. Cái con này là cần lua, cho nên mình lua dạng lua bát như này. Lua bát mà anh em ở Hà Tĩnh, Nghệ An, anh em mình chơi này. Đó, cầm cái bát mình quay như này á. Con này thì đã độ sẵn, con này chất liệu Graphite, cần 2 khúc. Đây, cần 2 khúc nha, dạng cần lua. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng MH. Dài 2m7 và tức nó đã lên cho mình cái dạng khoen này. Khoen Fuji như này. Đây, khoen Fuji 3 chân. Cái dạng là khoen ISO, khoen lớn á. Con này thì 2m7, cứng tầm khoảng MH. Cái đầu bu con này là đầu bu full xích chống xoắn. Đây, cái đầu bu full xích chống xoắn này. Đầu bu Fuji nha. Full xích chống xoắn này.
đó, full chống xoắn. Cần thì còn ok hết nha, tay cầm được bọc cái này hết này, một cái màn coi như cái này xuống luôn. Con này chuyên cho anh em mình nha, chuyên cho mình câu bằng bass bằng cá lóc đó. 2,7 cứng NMH nha, nặng là 290g, ngọn 4 ly, ngọn 4 ly ạ, ngọn lớn, mã số 20. Con này giá 300.000 nha, 300.000 cho mình. 21 thì em còn một con cần của dòng Zelock, con này thì hôm qua có một con em đã bán ra như này, hiện tại còn một con cái này. Đó, con này con cần một khúc câu máy điện nha, Zelock. Độ dài cần này là 1m9. Con này khoen pass là khoen pass Fuji hết. Độ cứng con này tính theo cần mà câu biển á, câu máy điện á thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng từ 100 đến 120. Đó, 100 đến 120 nha. Đó, khoen chân khoen Fuji ba chân hết này. Cứng như này. Con này thì mình câu máy điện, câu ngâm thôi, câu đáy. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji, Zelock này thương hiệu của Nhật, anh em biết rồi. Gốc sẽ có dây buộc bảo hiểm ở đây. 1m9, độ cứng trên 100, cân nặng là 530g, ngọn 2.7 ly, mã số là 21. Con này giá là 850 này, 850.000 ạ. 22 ạ, 22 thì một con cần con này dạng cho anh em mình câu zip. Đây, câu zip hoặc mình câu ngâm như này. Con này thì khoen của mình là khoen full zip 3 chân, khoen đề 3 là khoen 40 này. Rồi cái thông số con này như sau, thương hiệu của mình là dòng Fenwick. Fenwick con đại bàng này là của hàng Mỹ chứ này. Đó. Con này trên đây mình đi zip cá bè trang bè lão được này. Độ dài con này là 7 feet là 2,1 m, tải mồi là từ 1 đến 1/2 OZ thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 42g là lure nha. Còn tải cá 30 là bao. Con này Fenwick Taiwan xuất thị trường Mỹ. Và dàn khoen con này là dàn khoen full zip 3 chân nha. Đây khoen full zip 3 chân. Khoen đề 3 là khoen 40. Tay cầm con này thì bằng cán mút này. Bắt đập bắt vặn này, Fenwick chính hãng cho mình luôn. Đây có đại bàng như này. Đó, Fenwick chính hãng cho mình. Một khúc nha. Một khúc thì anh em mình đi câu biển. Nói chung thì mình di chuyển hay bất tiện thôi. Còn cái dòng mà ta đánh cực kỳ ngon rồi. Đây, tổng thể thế này. Khoen đại ba là khoen xích như này. Tất cả khoen của mình là khoen xích hết. Còn là thì ngon. Nói chung một khúc thì hơi di chuyển bất tiện thôi. Bên em vẫn đóng bóng nước và ship là 30.000 một đơn nha. Cân nặng của cần này là 420g ạ. À, mã số là 22. Con này giá là 1.600.000 này. Đây, 1.600.000 nha. Một khúc 21. 23 một con cần Heichi. Con này là con cần Heichi 3 khúc của dòng Sakura. Con này thì cho nên mình câu cảm giác thôi. Con này thì độ dài cần là 3m3, đi kèm là 3 khúc như này. Đây Sakura Japan, dàn khoen Fuji 3 chân xứ xám này. Đây tổng thể thế này. 3 khúc nha. Gốc con này thì nó bằng cán gỗ, tay cầm con này thì được quấn chỉ và dây mây này. Đó. Cái độ cứng con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng độ cứng 10 thôi, 10 đến 15 nha này. 3m3. Khoen pass Fuji Sakura cho mình câu bè, câu cảm giác. Cân nặng được là 190g, mã số 23. Con này giá là 700 nha này. Đây, giá 700.000 nha. 24 thì một con cần 3 khúc. Con này của dòng Daiwa. Đây, Daiwa dòng Horolock. Cho nên mình câu ngâm câu lăn xe. Dài là 3m6, cứng 30. Cũng dạng câu cảm giác thôi, không cứng lắm như này. Con này bản đồ địa Nhật Japan. Và dàn khoen con này là dàn khoen Fuji 3 chân. Đây xứ xám. Và cái đầu bu xích chống xoắn này. Và trong cứng 30 đối với cần 3 khúc thì nó sẽ dạng mềm thôi, không cứng lắm như này. Tay cầm cán mút bắt vặn đai qua. Cân nặng là 300g, ngọn 2 ly, mã số 24 ạ. Con này giá 900.000. Đai qua rất đẹp nha. Cuối cùng thì một con cần 2 khúc đai qua cho nên mình đánh cá chép. Con này thì tình trạng của cần thì nó có sơn lại, nó có phủ lớp sơn chứ không phải sơn lại như này. Nó xịt cái chỗ mà sơn bóng, sơn kim tuyến lên này, nó phủ lên á. Con này là 2 khúc, 2,7 cứng 30. Sản xuất tại Hàn Quốc này. Khoen con này là khoen Fuji 3 chân xứ đen. Ngọn của cần thì nó phủ một lớp keo phản quang lên này. Đây nó phủ một lớp keo phản quang lên nha. Thì để giá rẻ thôi. Còn là để cho mình giá 500 như này. Đây 500.000 ạ. Đó, nó có phủ lớp kim tuyến lên nha. Hơi cũ. Giá 500. Nặng là 320g, ngọn 2.6 ly, mã số 25. Giá 500.000, 2,7 cứng 30. Chuyên dụng đánh chép câu ngâm. Rồi tổng thể thì một số máy và sản phẩm ở đây. Và cần câu anh em ưng mẫu nào comment mã số cùng số điện thoại nha. Bên em ship code toàn quốc, anh em nhận hàng đồng kiểm tất cả mặt hàng bên em. Rồi chúc em có một ngày đi câu nhiều cá sức khỏe nha. Hẹn gặp lại lần sau ạ.